Đây là cam quét biển số vài đài nhá. Cái gì anh? Ở đây á? À? Anh mình... kéo dám đứng rồi. Rồi anh cứ giữ ở được đấy. Đó. Còn nâng được không? Đó. Nâng được thì cho nó lên đấy. Lại đi đâu rồi? Cái này phải nâng thẳng ở giữa này luôn. Thôi tiến lên. Chú tiến lên tí đi. Thôi bên này anh nhỉ? Đấy, bên đấy. Nó đi quay bên này à? Cái đầu này nó thả nó xuống đầu bên kia nhá. Ơi sao lại như thế này nhỉ? Anh đưa liên tục đi. Anh đưa hết đây. Chú ý xuống nhỉ? À thế là nó nếu mà nó muốn ấy thì nó chỉ hai con, bốn con thôi ạ. Nếu hai bên thôi.
anh Nghĩa ơi, xem thử thử à, vào lúc nào chỉnh sau nhở, bây giờ chỉnh thế nào được. Xe này mất an toàn lao động. Tí buộc vào hay là vòng trên nào? Cái gì anh? Không. Hình như anh Nghĩa xoáy vào rồi sao? Cái nắp kia anh có mang lên đâu? Lúc nãy. Anh có công